bạn đến với những video chia sẻ kiến thức của Trung tâm Đào tạo Đồ họa Thường Yến. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để tạo hiệu ứng bóng phản chiếu mặt nước. Nếu như các bạn muốn biết thêm những kiến thức về thiết kế sân khấu sự kiện, Lighting Show Event và các khóa học về thiết kế Visual Effect, các bạn nhớ follow mình nha. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hiệu ứng bóng phản chiếu mặt nước như trong video này. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một composition. Ở đây mình đang tạo là kích thước là Full HD 30 frame và thời lượng thì mình sẽ cho là 5 giây thôi ha. Các bạn nhấn OK. Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình một cái hình footage xuống. Các bạn click phải vào, các bạn chọn cho mình là Transform, chọn Fit to Curve Width để nó tự động điều chỉnh kích thước bằng chiều ngang ha. Các bạn tạo tiếp cho mình một Solid. Các bạn đặt tên là Map Water ha. Sau đó các bạn ép cho mình cái hiệu ứng là Run Tonoid. Các bạn kéo Run Tonoid vào trong Solid. Trong một Effect Control, các bạn chọn một Transform ra. Cái Scale này ha, các bạn bỏ cái Uniform Scale ra. Mình sẽ điều chỉnh Scale Width, chiều ngang này cho nó nhiều lên. Thì mình sẽ cho nó tầm khoảng 500. Và cái Head này, các bạn sẽ cho nó ngắn lại. À, để các bạn thấy là nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng giống như gợn sóng, giống như mặt nước ha. Và mình cho ở đây nó tầm khoảng 10 ha. Các bạn có thể điều chỉnh một xíu contrast. Complexity mình tăng lên một xíu ha. Và ở đây cái evolution này nè, mình sẽ viết câu lệnh cho nó để các bạn thấy là cái mặt hồ, cái phần map này nè, nó sẽ có cái sự biến đổi như thế này. Mình sẽ giữ Alt, click vào evolution. Và các bạn viết cho mình câu lệnh là time sound nhân cho 100. Các bạn lướt ra ngoài ha. Sau đó các bạn có thể xem lại phần chuyển động này, xem cái sự thay đổi này nè, nó phù hợp chưa. Nếu nó nhanh quá thì các bạn sẽ giảm thông số time lại một xíu ha. Các bạn ẩn map này đi. Tiếp theo các bạn sẽ tạo cho mình một adjustment layer. Các bạn vào layer new adjustment layer ha. Và cái adjustment này các bạn đổi tên lại cho mình. Các bạn áp cho mình cái hiệu ứng displacement map. Bình thường á, mình sẽ thường là sử dụng tạo cái hiệu ứng displacement display này để tạo cho nó có gợn sóng. Tuy nhiên là ở đây mình sẽ sử dụng cái displacement map này vì ở đây mình sẽ có thể tùy chọn được cái map layer nè, nó sẽ dựa theo cái map mà mình chọn. Thì ở đây mình sẽ chọn là cái map water. Tức là cái layer mà mình vừa chỉnh cái hiệu ứng trong solenoid đó. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình, nhớ chọn cho mình cái sụt này nè, thành Effect and Mask ha. Tại nếu như các bạn không chọn thì các bạn thấy là nó không có hiệu ứng gợn sóng ha. Các bạn chọn cho mình thành Effect and Mask để nó lấy cái hiệu ứng cho mình. Bây giờ các bạn sẽ review, các bạn xem thử nè. Như vậy là nó đã có được một ít gợn sóng rồi. Sẽ tiếp tục điều chỉnh thêm. Trong mục U4 Horizontal Display nè, các bạn sẽ chuyển cho mình thành Luminancy. Tức là nó sẽ dựa theo cái độ sáng tối. Và các bạn sẽ tăng cái mắt này lên. Nếu các bạn muốn nó gợn sóng nhiều hay ít thì các bạn sẽ điều chỉnh ở đây. Cái mục U4 Vertical này mình cũng chuyển về Luminancy luôn. Và mình sẽ cho cái Vertical này nó về 0 ha. Thì hiện tại mình sẽ được cái hiệu ứng chuyển động như thế này. Trường hợp các bạn muốn cái này nó nhiều hơn thì các bạn tăng lên thôi ha. Các bạn muốn nó gợn nhiều hơn thì các bạn tăng lên. Bây giờ mình sẽ có một số cái vấn đề phát sinh nha. Khi mà các bạn sử dụng cái displacement map này nè, nó sẽ bị cái phần viền ở chỗ này. Thì ở đây mình sẽ phải làm cho nó fill đầy lại chỗ này. Thì ở đây mình áp thêm một cái hiệu ứng là motion time. Thì cái hiệu ứng này nó có chức năng là gì? Ví dụ như ở đây mình tắt cái displacement map đi ha. Và mình ví dụ như ở đây mình tạo thêm một cái cơm mới đi để các bạn dễ hình dung ha. Mình đưa một cái hình bất kỳ vào. Sau đó các bạn bỏ cái motion time vào nè. Ở đây cái chức năng của cái motion time này nó sẽ giúp cho các bạn mở rộng cái hình của mình ra, nhân cái hình của mình lên. Đó, các bạn có thể nhân theo chiều ngang và nhân theo chiều dọc. Khi các bạn tăng cái chỗ output width và head,
khi các bạn tăng lên thì nó sẽ giúp các bạn nhân cái hình này lên. Nếu trường hợp các bạn tích vào MyOS nè, nó sẽ tạo cái sự đối xứng. À, ví dụ như ngay vị trí này nè, nó sẽ lật cái hình lại, nó tạo cho mình cái sự đối xứng nó liền mạch hơn. Thì đây là chức năng của cái motion type ha. Thì trở lại cái file của mình, khi mà mình dùng displacement map thì nó sẽ bị mất cái phần viền ở chỗ này nè. Thì các bạn sẽ dùng cái motion type. Và các bạn lưu ý á, là mình sẽ đưa cái motion type này cho nó nằm ở trên cái displacement map nha. Tại vì trong After Effects thì cái hiệu ứng nó sẽ tính từ trên xuống. Mình tăng cái Awkward Switch lên một xíu. Đó, các bạn tăng lên một tí thôi. À, các bạn không cần tăng nhiều quá đâu ha, tăng nhiều quá nó nặng. Các bạn tích vào cái MyOS nè, nó sẽ làm liền lại cho mình. Các bạn có thể tăng luôn cái phần chiều head luôn ha, chiều cao luôn, 110, mình tăng ít thôi. À, như vậy là mình cũng thấy cũng tương đối rồi ha các bạn. Các bạn đang thấy là hiện tại cái hiệu ứng này nó đang áp toàn bộ cho toàn bộ cái hình của mình. Thì ở đây các bạn muốn cho nó chỉ hiển thị trong cái phần mặt nước thôi. Thì ở đây mình tắt cái chữ Fx chỗ này ha. Mình tắt Fx ở đây là mình tắt hết hiệu ứng đi, để các bạn nhìn thấy lại được cái hình gốc ban đầu. Sau đó các bạn sẽ dùng công cụ pen ha. Các bạn sẽ vẽ cho mình cái mask ngay cái phần nước mà mình muốn tạo bóng ha các bạn. Và mình sẽ trừ cái phần cái hồ ở đây. Các bạn sẽ vẽ tiếp. Cái phần chỗ cái hồ này á, thì mình sẽ chọn cái mask thành subtract ha. À, các bạn sẽ chọn cái mask ở đây thành subtract. Ok, sau đó mình sẽ bật cái Fx lên. À, các bạn thấy là lúc này nè, nó đã có cái hiệu ứng ở bên ngoài phần nước, và bên trong cái chỗ cái hồ này thì nó sẽ không ảnh hưởng. Tiếp theo thì các bạn có thể tăng giảm cái mask feeder một xíu. Các bạn nhấn cho mình phím F để hiển thị thông số mask feeder ha. Rồi các bạn tăng cái mask feeder này lên cho phù hợp. Các bạn có thể kết hợp thêm là tăng giảm cái mask expansion luôn ha. Mình cứ điều chỉnh những thông số này để mở rộng và thu nhỏ vùng chọn, kết hợp với để điều chỉnh cái phần mask feeder cho nó phù hợp. Các bạn xem lại ha. Thì hiện tại á, cái phần ở ngoài này thì cái nước mình sẽ cảm thấy là nó khá ổn nè. Tức là nó đã có tạo hiệu ứng mặt nước ở ngoài này, nó tạo hiệu ứng mặt nước ở đây cũng khá là tốt. Tuy nhiên là cái phần ở bên trong các bạn sẽ thấy nó chuyển động khá là nhiều. Thì mình không muốn như vậy. Mình muốn là cái phần sóng, khi mà mình nhìn ở gần nè, mình sẽ thấy nó rõ. Và khi ở xa này thì mình thấy nó hơi mờ hơn, ít hơn. Thì để mà tạo được cái hiệu ứng đó, thì cái map water này, các bạn hình dung ha. Cái hiệu ứng của mình là do cái phần map này, cái phần map này nó ảnh hưởng. Do đó ở đây mình sẽ dùng công cụ rectangle ha. Mình sẽ mask lại cái phần map water này một chút. Và mình sẽ tăng cái mask feeder cho nó nhiều lên. Và các bạn sẽ xem ha, xem lại ha. Mình sẽ cho cái mask này nó hơi xích xuống đây một tí. Ẩn đi ha. Và kết hợp với lại là các bạn sẽ điều chỉnh cái mask feeder của này luôn. Thì như vậy các bạn sẽ thấy cái ở xa nè, là những cái ở gần bờ nè, nó cũng có tạo gợn sóng, nhưng mà bây giờ nó đã nhẹ nhàng hơn rồi, nó không còn như hồi nãy nữa ha, nó không còn mạnh như hồi nãy nữa. Tiếp theo là mình sẽ tạo cái phần text. Mình sẽ điều chỉnh cái font size cho nó phù hợp. Rồi mình đặt vào vị trí phù hợp ha. Các bạn sẽ dùng cho mình effect mirror để tạo bóng, để tạo cái đối xứng ha. Các bạn kéo vào trong cái đối tượng của mình. Các bạn sẽ điều chỉnh cái reflection center nè. Khi các bạn điều chỉnh nè, các bạn sẽ thấy mình đã xuất hiện được cái bóng rồi. Vậy thì ở đây mình muốn tạo một cái chữ nằm ở phía dưới, thì các bạn sẽ cho cái reflection angle này nè là 90. Rồi sau đó các bạn sẽ điều chỉnh vị trí. Các bạn sẽ điều chỉnh cái vị trí trục y cho nó xích xuống một xíu.
để nó ra được cái chữ như thế này. Các bạn chỉ cần điều chỉnh trục y, các bạn chỉ cần điều chỉnh reflection angle về 90 và điều chỉnh trục y cho nó phù hợp là được ha. Sau đó các bạn tiếp tục dùng cho mình cái hiệu ứng liner whip. Các bạn kéo cái liner whip trong một transition nha các bạn, coi chừng nhầm lẫn với cái animation reset ha. Trong một transition mình sẽ chọn cái hiệu ứng liner whip kéo vào trong đối tượng. Cái này thì nó sẽ dùng cắt cái đối tượng của mình ha. Ở đây mình sẽ điều chỉnh cái transition complete nè. Khi các bạn kéo chỉnh thông số này thì cái đối tượng của mình nó sẽ dần dần nó bị mất đi nè. Mình có thể điều chỉnh được cái góc ha. Ở đây mình sẽ cho nó góc này là 0 độ. Và mình sẽ điều chỉnh cái thông số transition complete cho nó phù hợp. Để mình thấy được một xíu cái phần bóng ở dưới này. Như thế này ha. Và các bạn sẽ tăng cái feather lên. Rồi các bạn tăng cái feather nhiều lên ha. Ở đây mình sẽ tạo cái gợn sóng cho nó. Cái gợn sóng thì các bạn sẽ copy hiệu ứng từ cái hiệu ứng mặt nước ở đây. Ở hiệu ứng mặt nước này thì mình thấy nó vẫn còn chưa được ổn lắm, mình phải xử lý thêm một xíu nữa ha. Thì ngoài cái displacement mask này các bạn để vào thì mình sẽ thấy là nó sẽ hơi bị gắt. Mình sẽ muốn cho cái phần mặt nước của mình nó hơi mềm mại hơn. Thì ở đây mình sẽ áp thêm một cái hiệu ứng nữa, đó là hiệu ứng blur để làm mờ. Nhưng mà thay vì mình sử dụng cái Gaussian blur như bình thường thì ở đây mình sẽ chọn là cái compiler. Vì trong cái compiler này á, mình có thể tùy chọn được cái hiệu ứng cái map của mình ha. Mình cũng chọn là cái map water nè. Và mình sẽ chọn effect and map. Và các bạn sẽ tùy chọn cái thông số maximum blur này cho nó phù hợp. Thì mình cho đây ít thôi, khoảng tầm 2 thôi, 1 đến 2 là được rồi ha. Các bạn sẽ xem nè. Đó, nó làm cho cái phần này nó không còn bị sắc nét nhiều quá mà nó sẽ trở nên nó mềm mại hơn. Đây ha, đây là trước nè, trước chỉnh nè, sau chỉnh nè. Khi mà mình cảm thấy cái bóng nó thật sự ổn rồi thì mình sẽ copy hai cái hiệu ứng là displacement mask và compiler vào trong cái chữ của mình, bát vào. Và khi các bạn bát vào á thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ áp lên toàn bộ cái đối tượng của mình ha. Thì ở đây mình chỉ muốn là nó có hiệu ứng cho phần bóng thôi, mà mình không muốn cái hiệu ứng cho cái phần chữ này. Thì các bạn sẽ mask vào cái phần chữ ha. Các bạn sổ xuống trong một timeline nè. Các bạn vào trong một timeline ha. Các bạn kéo xuống ở đây trong một effect nè. Trong một displacement map, các bạn sẽ có thêm một cái dòng, đó là composition option. Ở đây các bạn sẽ click vào dấu cộng cho mình. Mask reference các bạn chọn là mask 1, tức là ở đây nó đang tham chiếu vào cái mask 1 của mình. À thì có nghĩa là nó sẽ tác động cái hiệu ứng lên cái phần mask này. Còn bây giờ mình muốn bỏ phần này, mình muốn chọn ra bên ngoài, thì trong cái mục mask này nè, thay vì ẹp, các bạn sẽ chọn cho mình là subtract. Có nghĩa là nếu như các bạn vẽ mask cho phần bóng á, thì cái mask ở đây các bạn cứ để ép là bình thường, nó sẽ tác động lên cái mask của mình. Còn nếu các bạn muốn trừ cái mask ra, trừ cái phần mask ra, thì các bạn sẽ chọn là subtract. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ có trong cái mục Composition Blur nè. Thì các bạn cũng vào trong mục Composition Option, các bạn cộng vào và các bạn chọn Mask Reference, các bạn chọn tham chiếu vào mask 1. Nếu ở đây nó có nhiều cái phần cần được tham chiếu vào thì các bạn cứ chọn nhiều mask thôi ha. Nó sẽ tác động lên những cái phần đó, mà nó không tác động lên toàn bộ layer của mình, chỉ tác động lên cái phần mask, vùng mask mà mình chọn thôi. Tiếp theo, cái bóng này mình thấy là nó hơi rõ, mình muốn cho nó mờ lại. Thì ở đây mình sẽ áp thêm cái hiệu ứng, đó là transform. Trong một distort ha, có một transform, các bạn sẽ kéo vào. Ở đây các bạn cũng tương tự ha. Các bạn trong một transform này, các bạn sẽ chọn
Conversion Option nè. Các bạn sẽ vào dấu cộng cho mình và match frequency các bạn chọn là match 1 để nó chỉ tác động vào cái match cái phần bóng ở dưới này thôi. Các bạn sẽ giảm cái opacity này lại. Lúc này nó chỉ ảnh hưởng tới phần bóng và nó không ảnh hưởng tới phần text của mình. Rồi các bạn có thể xem ha. Tiếp theo, mình muốn là cái text của mình nó sẽ từ dưới nó chạy lên và nó hiển thị cái bóng ra. Thì ở đây mình sẽ thêm một cái effect transform nữa. Và cái effect này mình sẽ cho nó nằm ở trên, trên cùng luôn ha. Trên luôn cả cái mirror luôn ha. Sau đó thì mình sẽ keyframe cái thông số motion. Các bạn sẽ keyframe thông số motion. Mình key trục Y thôi. Các bạn sẽ thấy khi mình điều chỉnh trục Y xuống nè, nó sẽ từ từ nó mất cái chữ. Ok, bây giờ mình sẽ keyframe cái điểm đầu tiên của nó. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh thời gian khoảng 1 giây ha. Và mình sẽ cho nó chạy lên. Mình điều chỉnh thông số trục Y thôi. Các bạn có thể xem lại cái hiệu ứng của mình. Ở đây các bạn sẽ nhấn phím U để hiện thông số keyframe. Và mình có thể chuyển cái keyframe này về keyframe ECE bằng phím F9 ha. Rồi, mình thấy cũng khá là ok ha. Bây giờ mình sẽ tạo cho nó hiệu ứng phát sáng. Thì các bạn có thể sử dụng đó là Deep Flow. Đây là một plugin mình phải cài vào ha. Và mình đã có một cái video hướng dẫn về có sử dụng cái Deep Flow này rồi. Các bạn có thể xem lại cái video đó ha. Các bạn kéo Deep Flow vào trong cái text của mình. Rồi, bây giờ nó đã rất là sáng rồi đúng không? Mình sẽ điều chỉnh cái Exposure này. Mình sẽ giảm một xíu xuống để giảm mức độ sáng. Và Radius này mình cũng điều chỉnh lại, giảm lại cho nó phù hợp. Hiện tại nó đã hơi sáng rồi ha. Tiếp tục là các bạn kéo xuống trong mục tin nè. Ở đây mình sẽ chọn vào mục Enable để mình có thể chọn cái màu phát sáng. Và ở đây mình có thể chọn cho nó là một cái màu vàng, hơi nhẹ nhẹ một xíu. Rồi các bạn ok ha. Rồi các bạn xem lại cái thành phẩm của mình. Các bạn sẽ thấy cái màu background này hiện tại nó còn hơi sáng nha. Mình sẽ chỉnh cho nó về màu đêm, tối. Thì các bạn sẽ tạo thêm cho mình một adjustment layer ha. Và các bạn sẽ để nó nằm ở dưới cái text của mình. Và các bạn có thể đặt tên cho nó là chỉnh màu. Trong mục Effect Reset, các bạn sẽ tìm cho mình D49 ha. Rồi các bạn, nó nằm trong mục Animation Reset nè. Nó nằm trong mục Animation Reset ha. Các bạn sẽ kéo vào trong cái chỉnh màu của mình. Thì các bạn sẽ thấy là nó đã chỉnh nhanh cho các bạn về cái tông màu tối rồi, từ ngày sang đêm. Tuy nhiên là mình thấy là cái hiệu ứng này nó hơi... nó áp nó hơi mạnh rồi. Và mình muốn nhẹ hơn. Mình muốn sử dụng cái hiệu ứng này ít hơn một xíu. Thì cái adjustment layer này các bạn sẽ giảm cái opacity lại cho mình ha. Mình giảm lại một tí. Các bạn có thể giảm opacity cái này là một xíu ha. Trong cái mục RAM này mình sẽ chọn cái màu xanh này cho nó hơi đậm hơn một xíu. Ok, thì đến đây mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo được cái hiệu ứng bóng phản chiếu trên mặt nước. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về những kiến thức về After Effects cũng như là những kiến thức về thiết kế Visual Effects, các bạn có thể follow mình để biết thêm nhiều hướng dẫn mới nha. Thì rất cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo của mình.